Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Ly Gia ha. Hôm nay thì bên vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình 23 cây sứ thái ghép ạ. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 900 ngàn một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200 ngàn em mới gửi nha cả nhà. Em gửi hàng đường Sa Tô Châu và đường Bưu Điện, ship hàng trên toàn quốc luôn. Rồi, mình có cây số 1. Số 1 là ghép Chanel, hoa 5 cánh màu vàng. Hoa này là màu vàng có lem nha. Chanel 5 cánh. Đây. Cây 6 bo 150 ngàn. Số 2. Số 2 là thần tài sang hô, hoa 5 cánh màu đỏ nha. Đây thần tài sang hô. Cây này mình thấy vô bẹ khá là to luôn rồi nè. Củ nhìn rất là hầm hố. Cái này là củ già lắm nha. Cái lô hàng này là củ già. Củ già mà mình ghép bo ghép của mình rất là khỏe luôn mà. Mình thấy bo ra tựa nhiều và bo mập mạp nha. Rồi cây thần tài san hô này ghép 7 bo giá 300 ngàn. Số 3. Số 3 là đun han, hoa 3 lớp màu vàng, cánh phước hồng. Nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng. Cây 6 bo 100 ngàn. Số 4. Camellia màu hồng. Cái giống này thì hoa rộ và hoa to. Mình thấy cái dàn nụ nó đang vô này nha. Hồng camellia. Cây 8 bo 100 ngàn. Số 5. Số 5 là cây giáng nằm. Ghép giống hoàng kiều, 3 lớp màu vàng cánh phớt hồng. Hoàng kiều ghép 4 bo 150 ngàn. Số 6. Số 6 là bảo chân chính. Giống này hoa rộ và thơm, hoa to nha. Cây ghép 4 bo 150 ngàn luôn. Cây hình thú nè. Có cái đuôi nữa nha cả nhà. Số 7. Số 7 là hồng chi. Hồng chi màu trắng. Đây. Màu trắng viền hồng nha. Giống này là hoa cánh rất là dày. Cây 6 bo 100 ngàn. Số 8. Lưỡng nghi. Đây, lưỡng nghi mặt hoa đang nở luôn. Lưỡng nghi ghép 6 bo. Cái củ lưỡng nghi này nó bị chạy xíu đây nha. 6 bo 80 ngàn. Số 9. Số 9 là bảo trân. Bảo trân chính. Cây 5 bo 100 ngàn. Số 10. Hạnh phúc. Hạnh phúc củ hình hơi quái nè. Củ hình quái. Củ vô cứng chậu C10. Hạnh phúc đang vô nụ nha. Cái này 2-3 ngày nữa nó sẽ nở. Rồi hạnh phúc tự dài. Cái này về mình chơi xong đợt hoa này, mình thích chiếc riêng thì mình có thể chiếc riêng em nó được luôn. Tựa khá là dài rồi. Hạnh phúc 4 bo 150 ngàn. Hoa 3 lớp trắng sọc hồng. Số 11. 11 là ghép hai giống Nguyệt Tâm 2 với lại Phương Mai 11. Cây 5 bo 150 ngàn. Đây những cây này về mình chiết riêng liền. Mình mua một cây 150 ngàn, mà cây này lựa ghép 5 bo. Tựa dài 5 bo ra 10. Mỗi một bo ghép nó lên 3 nhánh, 2 nhánh. Này về mình chiết nha, riêng là khá là lời luôn nha cả nhà. Rồi, số 11, 150 ngàn. Số 12, sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, cây 6 bo 100 ngàn. Số 13, Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ, cây 8 bo 100 ngàn. Số 14, 14 là én, đầy én đang nụ. Cây 6 bo 100 ngàn én. Số 15. Kindy, hoa 3 lớp, màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Kindy củ này hình na ná giống như củ chuối nè. Cây 7 bo 120 ngàn. Số 16, ghép 2 màu. Hồng lila 4 lớp màu hồng đậm với lại mắt bía 3 lớp màu tím sọc. Cây 4 bo 150 ngàn. Số 17. Quyết thắng. Quyết thắng 3 lớp đỏ đậm luôn nha cả nhà. Quyết thắng đang nụ rồi. Cây quyết thắng ghép 4 bo 130 ngàn. Cây quyết thắng này thì cái củ nó bị cái vệt cháy nắng nhẹ đây nè. Đây. Nó bị cháy nắng xíu đây nha. 130 ngàn. Số 18. Ghép hai màu hồng chi trắng viền hồng với lại tím búp bờ biêu.
cây bảy bo 120 ngàn. Số 19 Nguyệt Tâm Nam, 4 lớp màu đỏ. Đây mình thấy cái màu có giống Nguyệt Tâm Nam này, hoa to và nụ cực kỳ rộ luôn nè cả nhà. Với lại có 2 bo của thằng Tài San Hô nha, cây ghép 8 bo, 6 bo Nguyệt Tâm Nam, 2 bo thằng Tài San Hô, 450 ngàn. Đây từ chính đổ về sau là có một số cây hàng VIP nha. 20 một em củ hình quái nè, cây này kêu bằng nó rất là đẹp, củ quái nha cả nhà. Đây. Ghép cẩm chướng, cẩm chướng mình đang vô nụ to bằng ngón tay vậy nè. Cẩm chướng 3 lớp trắng viền tím, một em củ siêu quái luôn, 10 bo 600 ngàn. Số 21 ghép Vĩnh Lộc 5, 3 lớp màu đỏ sọc. Có một bo này nè là của thằng Tài Gò Công, thằng Tài Gò Công màu đỏ nha cả nhà, bông cực kỳ rộ, mình thấy cái chùm nụ của nó ra nè, quá tay luôn. Hồi nãy nó đen nụ một số, nó già rồi, nó nở mấy ngày nó tàn rồi, em lắc dục bớt rồi đó. Đây thấy chùm nụ của nó nè, nhìn ngất ngay luôn, đỏ chói luôn. Cây 8 bo 700 ngàn, 8 bo mà có một bo là thằng Tài Gò Công nha, còn 7 bo kia là của Vĩnh Lộc Nam. Cây hàng VIP tựa rất là dài luôn, tựa dài tầm 2-3-4 gang tay luôn nha cả nhà. Nói chung hàng VIP của bên em thì em để cái tựa dài mắt chắc chắn, đi hàng là mình rất là yên tâm. Rồi cây 8 bo 700 ngàn. Em tiếp 22 Long Thành 3 lớp đỏ. Long Thành tiếp tục một em hình quái nữa nè. Cái củ này hình giống như là hai người đang đứng cặp kè với nhau này nha. Đây em củ quái, hàng VIP củ quái luôn, tựa dài. Long Thành 3 lớp đỏ, nụ rồi nhìn lên đơm như là ớt gần chín luôn, 9 bo 800 ngàn Long Thành. 23 23 tím một giống này, nụ coi nè, ghép ti ti nha cả nhà, 3 lớp tím cánh nhọn. Đây ti ti, cây của mình tàn bung rộng ra, tựa rất là dài, nhìn nụ của nó nè, nhìn mê con mắt luôn. Đây mình thấy cái tựa dài, cây này là ghép dạng thân rất là ngắn nha, có một số khách yêu cầu ghép dạng thân ngắn. Cây hàng VIP em ghép thân ngắn là tựa dài, mình nhìn lên nó bung cái tàn mình rất là đẹp nha. Cây này nó nhôm lên nhìn đẹp lắm cả nhà. Ti ti ghép 11 bo 900 ngàn. Đây cây này nhìn đẹp, em quay cận lại cho mình xem nè, nhìn cây nụ rực rỡ. Cây này nếu mình mua đến tận vườn mình nhận cây hoặc là ship hàng nguyên chậu thì về có hoa ngắm liền luôn nha. Ghép giống ti ti nha, màu tím, 900 ngàn cho cây này. Rồi hôm nay giới thiệu mình 23 cây ha. Cả nhà xem nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi điện theo số máy là 0981813055. Số RAM có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin nha cả nhà. Rồi cả nhà chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký và ấn vào chuông thông báo để mình đón xem được tất cả những cái video mới của bên em đăng lên đến giới thiệu đến với mình ha. Rồi chào cả nhà.